Đây là bài tập đọc thứ hai mươi. Hãy đọc to số một. She wanted some French wine. Số hai. We clapped our hands. Số ba. The children visited me. The children visited me. Hãy thử đọc số bốn hai con chữ đầu là hai chữ đầu của tên riêng. Hãy đọc hai chữ này như là hai chữ cái chứ không phải như một từ. đối với từ ở giữa câu hãy đọc tổ hợp ph như f. ET phoned home. Phoned. bây giờ bạn hãy thử đọc số 5 từ ở giữa câu có âm o oh. dài như trong từ no does it snow in Vietnam does it snow in Vietnam số sáu It snowed a lot last week. Bây giờ, bạn hãy nghe và nhắc lại số 7. Is it snowing now? Snowing. Chú ý đến âm do tổ hợp ng biểu thị. Hãy đọc lại số 7. Is it snowing now? Hãy đọc từ số 8. Ring Từ số 9. Rang Từ số 10. Rung Số 11. She's strong. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số mười hai sing a song of sixpence số mười ba is the man speaking to me hãy thử đọc số mười bốn lưu ý rằng trong từ cuối tổ hợp phụ âm cuối nk được phát âm như có âm chỉ xen vào giữa chúng. I'd like something to drink. Hãy thử đọc số 15. Bạn học tất cả những từ ấy trong loạt bài này. Today I'm going to Washington. Today I'm going to Washington. Số 16. But she's going to Long Beach. But she's going to Long Beach. Hãy thử đọc số 17. for how long số 18 think spring think spring bài tập đọc thứ 20 đến đây là hết